Ông Đoàn Ngọc Hải viết gì trong đơn xin từ chức? Trong đơn xin từ chức, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 Đoàn Ngọc Hải trăn trở, những lần điều động như thế này đã làm tổn thương đến cá nhân tôi, đây là trăn trở nhất đối với tôi trong cuộc đời này. Sáng ngày 4 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tiến đã trao đổi quyết định điều động và bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 phụ trách lĩnh vực đô thị về công tác tại Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên và giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Tại buổi nhận quyết định, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều lần làm việc với ông về việc công việc, gợi ý nhiều vị trí. Ông đã trình bày rất rõ về nguyện vọng nhưng đến nay vẫn chưa được chấp thuận, cũng chưa được trả lời. Công việc mới này tôi chưa có bằng cấp chuyên môn phù hợp, nhưng với trách nhiệm đảng viên thì tôi phải chấp nhận. Tuy nhiên, có lẽ tôi sẽ có những hành động phù hợp với trách nhiệm của người đảng viên trong điều kiện hiện nay. Và chỉ sau vài giờ, ông Đoàn Ngọc Hải đã nộp đơn xin từ chức. Từ năm 2017, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 trở thành một hình mẫu cán bộ tận tâm, tận tụy trong công tác lập lại trật tự lòng lề đường, trả lại lối đi cho người đi bộ. Từ quận 1, phong trào giành lại vỉa hè đã lan tỏa sang nhiều quận huyện khác nhau của Thành phố Hồ Chí Minh và có một số địa phương khác trên cả nước. Tại thời điểm đó, một lãnh đạo thành ủy đã đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các sở ban ngành vào cuộc quyết liệt để ông Đoàn Ngọc Hải không trở thành ngôi sao cô đơn. Tuy nhiên, tháng 1 năm 2018, ông Đoàn Ngọc Hải gửi đơn xin từ chức vì không thực hiện được lời hứa trước nhân dân. Đến tháng 5 năm 2018, ông Hải lại có đơn xin rút đơn từ chức. Với một số lý do được ông Hải đưa ra song song, người dân đã cảm nhận được một điều gì đó bất thường. Đến khi ông Hải nhận quyết định điều chuyển vào sáng ngày 4 tháng 6, thì những uẩn khúc này đã bước đầu sáng tỏ. Trong đơn xin từ chức viết ngày 4 tháng 1, ông Hải cho biết sau ngày 8 tháng 1 năm 2018, ông đã có đơn xin từ chức lần 1. Sau đó, qua trao đổi tin nhắn, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã động viên và thuyết phục ông rút đơn. Vì vậy, ngày 12 tháng 5 năm 2018, ông Hải đã chấp hành và rút đơn xin từ chức. Đơn từ chức mới nhất của ông Hải cho biết với 3 năm trong quân ngũ, 25 năm công tác tại quận 1, chưa bao giờ ông ngại khó, ngại khổ, không nhận nhiệm vụ. Ông đã từng xung phong làm việc tại huyện khó khăn, xa xôi nhất của thành phố là huyện Cần Giờ. Tại cuộc họp với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong và Ban Thường vụ Quận ủy quận 1 nhưng không được chấp thuận. Trong đơn, ông Đoàn Ngọc Hải cho hay Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân lúc đó còn làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã từng nói với ông rằng công tác chấn chỉnh trật tự đô thị trên vỉa hè là chú làm đúng và rất dũng cảm. Ông Nguyễn Thành Phong cũng từng nhận xét ông Hải là một cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đã làm ra nhiều sản phẩm cụ thể. Điều làm tôi trăn trở nhất là nếu rất đúng, rất dũng cảm như vậy, tại sao lại phải điều chuyển tôi với Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, mặc dù tôi không có bằng cấp liên quan đến ngành xây dựng, kiến trúc, kỹ sư xây dựng. Đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải còn cho tiết lộ rằng trong lần tổ chức trao đổi với về vị trí làm việc trước đó, còn dự kiến điều chuyển ông về làm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vàng Bạc Đá Quý Thành phố Hồ Chí Minh SJC, rồi Phó trưởng Ban An toàn Thực phẩm, mặc dù ông Hải không được đào tạo ngành y, sinh hóa. Những lần điều động như thế này đã làm tổn thương đến cá nhân tôi. Đây là trăn trở nhất đối với tôi trong cuộc đời. Phải chăng việc tôi hủy chỉ huy đi dọn dẹp vỉa hè đã đụng chạm đến lợi ích của nhiều người có máu mặt và kết quả đối với cá nhân tôi ngày hôm nay là như vậy? Tại buổi nhận quyết định điều động vào sáng ngày 4 tháng 6, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, sau khi nhận công tác tại đơn vị mới, ông nhận thấy không có trình độ chuyên môn về ngành xây dựng, không phù hợp với năng lực, sở trường chuyên môn được đào tạo và quá trình công tác thì không thể làm tốt công việc này được nên ông đã xin từ chức. Trong khi chờ quyết định giải quyết chế độ nghỉ việc sớm theo quy định, tôi xin phép nghỉ việc 2 tháng không hưởng lương. Chiều cùng ngày, bên lề cuộc họp về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng 5 tháng đầu năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết chưa nhận được đơn của ông Đoàn Ngọc Hải và chỉ biết thông qua thông tin báo chí. Nói về việc phân công nhiệm vụ mới đối với ông Đoàn Ngọc Hải, ông Nguyễn Thành Phong cho hay ông Hải là cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý, Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ là một trong những cơ quan tham mưu về công tác nhân sự cho Thành ủy. Ông Đoàn Ngọc Hải từ vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 được điều động làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thực tế là được thăng chức
vì chức vụ mới tương đương với phó giám đốc sở. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác cán bộ, cụ thể là điều động, phân công nhiệm vụ mới đối với ông Đoàn Ngọc Hải đã tuân thủ đúng 5 quy trình, 5 bước theo quy định và các căn cứ nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ. Anh Hải có nghiệp vụ kế toán, từng là trưởng phòng kinh tế nên việc điều động về giữ chức vụ phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh tổng công ty xây dựng Sài Gòn là phù hợp. Người đứng đầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình xem xét, lãnh đạo Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều lần gặp gỡ, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của ông Hải cũng như căn cứ vào nhu cầu thực tế của địa phương. Trong một cuộc họp kiểm điểm, anh Hải bày tỏ sẵn sàng công tác ở huyện Cần Giờ nhưng không có cơ sở xem xét vì Ủy ban dân huyện Cần Giờ đã đủ các phó chủ tịch. Ông Đoàn Ngọc Hải sinh năm 1969, quê ở huyện Thanh Trì, Hà Nội, có trình độ thạc sĩ chính trị, cử nhân luật, cử nhân kinh tế, cử nhân xã hội học. Trước khi làm phó chủ tịch Ủy ban dân quận 1, ông Hải từng giữ các chức vụ như chủ tịch Ủy ban dân phường Cầu Ông Lãnh, phó trưởng phòng kinh tế quận 1, bí thư đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra quận ủy quận 1. Kinh tôi đã nói với các bạn rồi, kinh doanh thì kinh doanh, làm gì thì làm, trang trí thì trang trí, cứ phần đất của mình trở về sau là được. Còn ở đây là phần đất của nhà nước và của nhân dân đi lại. Nhưng các bạn đừng hỏi tôi lần thứ hai cái này nha. Đặc biệt là người kiếm thị phải tháo dỡ ngay lập tức nha. Đây là một hành vi lấn chiếm và phải xử phạt nặng, nhớ chưa? Em thấy là em thấy em không thuyết phục được anh Hải rồi. Nếu như anh thông báo cho cái người doanh nghiệp anh làm như vậy sai, tôi cho anh thông báo trước. Em không nhận được bất ngờ thông báo nữa, em không biết gì hết. Thì anh lại xuống đây anh gỡ và anh phạt em. Thì em thấy cái điều đó là nó hơi không cái... Cho một cái trái với quy định pháp luật của mình. Anh phải cho em biết cái thời thông báo trước. Thí dụ cơ quan quản lý cái này, tôi thấy như vậy là điều sai. Thật ra em không biết. Nếu em biết em không muốn làm sai cái quy định của pháp luật của mình ở đây. Cho nên em không biết, nếu mà em biết em không muốn làm sai anh. Cho nên đồng ý, anh nói đúng anh Hải nói đúng. Người khiếm thị người ta đi, người ta làm như sao? Người khiếm thị người ta sẽ không biết, người ta sẽ đi vậy. Bây giờ anh nói em mới biết. Anh nói em mới biết. Vì em cứ tưởng đâu là em được, em làm cái giấy phép kinh doanh là thế sao? Thôi em đừng nói nữa. Dạ. Thế tại sao cô làm cái bảng này ra mãi ngoài kia luôn? Cô bảo cô không biết mà, cô xem như không có vi phạm. Thế thì tại sao cô làm ra mãi ngoài lề đường lên để cho mọi người nhìn thấy cái tiệm của cô và người ta sẽ vào và cô nhiều khách hơn. Là em cũng thấy dưới đây người ta cũng làm. Em làm cứ tưởng như vậy là được. Chắc được hết. Tại không, tự vì em đã thấy như tại sao làm. Tại sao mình làm ra thế kia? Nếu mà cái này không vi phạm, cô bảo rằng là cô không biết đó là vi phạm. Thế tại sao cô làm ra tới ngoài đường luôn đi? Đâu có thể để làm như vậy được. Anh tự mình làm trong cái phạm tự viện vậy nè anh Hải. Em có cái đường, em có xin phép cái đường để kinh doanh, để xe đồng vị đường. Em tôi có đồng thuế. Dạ. Anh phải cho tụi em nói chứ. Anh không, anh làm việc, anh không cho doanh nghiệp nói. Nói nhiều rồi. Anh không biết phạm thế này. Thank you.
đó hết bên luôn.